Hôm nay mình dẫn cái xe Grandeur XLS các bạn, bản một cầu ha, nâng cấp, cũng rất nhiều tính năng luôn, của phiên bản quay chắc các bạn. Trọng án XLS một cầu tại vì cái nhu cầu công việc nó lại phù hợp và cái số tiền bỏ ra nó cũng hợp lý ha. Có một số tính năng bản quay chắc hay cầu thì anh nghĩ là cũng chưa cần phải trải nghiệm lắm, nên anh đề xuất mình phương án là anh mua phương án một cầu và up lên một số cái của như hai cầu được không. Mình nói là hoàn toàn được, tất cả những đồ bên mình là hàng phụ tùng chính hãng hết, khi mà chúng ta lắp lên là dắt cắm hết nha, lắp and lay hết, không có độ chế gì hết. Đây các bạn, mình đã chuẩn bị sẵn cho ảnh cái cụm đèn LED Magic, anh cũng lên cái nắp thùng cuộn cơ phía sau, cái phần cản trước của ảnh là xe màu xám ha. Một cái sự nhận biết đối với xe quay chắc về XMS là cái chữ H này nè các bạn. XMS thì tất cả những này đều sơn cùng màu với nhau. Đó, mình sẽ tư vấn ảnh là cái này mình sẽ sơn lại đen bóng, và cái lườn ở dưới các bạn, mình sẽ chọn là sơn màu xám mờ lông chuột các bạn. Có cạnh này xám mờ lông chuột và chữ H này là đen bóng ha, thì nó sẽ ra cái bộ nhận diện của xe quay chắc hơn. Đó, mình cũng đã chuẩn bị cho ảnh luôn cái trượt điện hàng ghế 2 nữa các bạn. Bên mình đều là những cái hàng bảo hành cho các bạn là 5 năm hết nha. Đây, trượt rất êm luôn. Mình cũng lên cho ảnh luôn cái thanh thể thao quay chắc các bạn. Đó, đầy đủ tất cả những phụ tùng linh kiện mình chuẩn bị để mình làm xe ha. Bên mình nhận làm xe là mình đánh trong ngày các bạn, hết việc chứ không hết giờ nha. Làm tới đêm anh em cũng làm để kịp giao xe cho khách hàng khỏi phải mất công chờ đợi qua ngày ha. Rồi, mình cũng đang trong quá trình thi công các bạn, tất cả như anh em đang tập trung đánh cho xe XLS bản một cầu này các bạn. Rồi bây giờ là 5 giờ nha, cũng 8 tiếng từ khi mình nhận xe XLS này lúc 9 giờ sáng các bạn, thì cũng gần như hoàn thiện một số chi tiết rồi ha. Lên xe, lên phơm. Đây các bạn, mình đã vô bộ mâm của quay chắc các bạn, mâm của XLS mình tháo ra. Bên mình có thu đồ zin, những cái chi tiết mà khách hàng tháo ra đổi cái bộ mới nha, để mất công khách hàng để nhà thì chật nhà của khách hàng, mà khách hàng mang về cũng được, đổi bộ mình cũng được. À, bộ mâm quay chắc lên xe quá đẹp luôn ha. Bây giờ thì chúng ta nhìn từ xa cũng rất khó biết là chiếc XLS hay là chiếc xe quay chắc nha. Chúng ta cũng có thể hoàn toàn đối lẫn được các chi tiết của Ford với nhau, từ XL, XLS, XLT lên quay chắc hoặc là Ford Raptor. Các bạn, bộ đèn LED Magic cực kỳ đẹp luôn. Khi mà chúng ta đánh xi nhan, những cái đèn vàng này nó sẽ chạy theo theo mí luôn. Đèn sumo gầm mình đã vô cái bi nữa mà bạn thấy cái lỗi nó màu xanh ha. Nhưng mà chúng ta lắp đèn sumo gầm các bạn, ánh sáng cực kỳ sáng luôn ha, đôi khi nó còn quan trọng hơn cái đèn ở phía trên nữa các bạn. Đèn test bữa tối nè, sáng lực cả bầu trời luôn. XLS nâng cấp lên phiên bản Ranger quay chắc các bạn, quá đẹp luôn ha. Nhưng mà chúng ta bật chế độ code, hai đèn cùng sáng, ba đèn định vị ha, trong những combo nâng cấp cực kỳ đẹp luôn cho Ranger XLS lên phiên bản Ranger quay chắc. Anh đang vào những công việc cuối cùng để chuẩn bị bàn giao xe cho khách. Cái phần loa của Ranger hoặc iOS thế hệ mới các bạn, nó là loa kiểu hình thoi giống như vậy các bạn. Chúng ta cũng có thể nâng cấp lên dàn loa focal ha, thay cho dàn loa zin. Và cái loa trung tâm nó nhìn khách này nè các bạn, đã thay cái phần loa qua phần loa JBL ha, loa đồng trục ha, có bass có chép trong cái loa, và chúng ta sẽ thay cái mặt dưỡng là mặt lưới giống như vậy. Cách này anh cũng lên một cái vô lăng để kết nè các bạn, quá xịn sò luôn, nó cầm nó rất to và vừa tay luôn ha. Anh em cũng đang vô cái thanh thể thao các bạn. Đây là thanh thể thao hàng Việt Nam sản xuất nha.
Và cái độ tinh xảo của cái thanh này so với thời gian trước thì cũng đã tốt hơn rất nhiều. Giống 1910 luôn các bạn. Ngày trước thì họ sản xuất ra những cái chi tiết về thép giống như vậy, bề mặt sơn thì nó không được tinh xảo lắm. Và bây giờ mình đã thấy cái độ hoàn thiện của nó đã tốt hơn rất nhiều so với lại cái bộ zin này các bạn. Rất đẹp luôn. Nắp thùng cuộn cơ mình cũng đã vô cho anh khách luôn. Nắp thùng này thì chúng ta có nhiều phương án, chúng ta cũng có thể chọn những cái nắp thùng cuộn mềm, nắp thùng cuộn điện, nắp thùng cuộn cơ, nắp thùng ba tấm ha. Và chúng ta cũng có thể kết nối những cái nắp thùng này với cái thanh, hoặc là chúng ta lắp rời cũng được. Có những dạng nắp thùng cuộn cơ mình sẽ tràn ra ngoài cái thanh viền này luôn, chúng ta không đi cùng với lại cái thanh quay chắc. Có những cái nắp thùng nó sẽ đi cùng với thanh quay chắc. Các bạn nâng cấp thì các bạn cũng báo cho đơn vị nâng cấp xe biết để họ chuẩn bị cho hợp lý ha. Phần đèn hậu phía sau cũng đã vô luôn này các bạn. Bạn thấy ở đây nó có biểu tượng cảm biến như bản xe quay chắc luôn các bạn. Rất đẹp luôn ha. Đèn mẫu 2023 quá tuyệt vời luôn. Các bạn nâng cấp xe bên mình thì mình sẽ bảo hành kỹ thuật cho các bạn 3 năm nha, để các bạn yên tâm chơi xe, nâng cấp xe. Có vấn đề gì thì cứ ghé bên AutoStar bên mình, số 8 đường 1A, khu Dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, Bình Chánh. Cái ti thủy lực màu đỏ và màu đen, tất cả đều hàng của Thái hết. Nhưng mà cái kem màu đỏ này thì cái lực nó sẽ tốt hơn, nó sẽ khỏe hơn hai cây đen, nó sẽ khỏe hơn một cây đen. Nên khi mà chúng ta vô cái nắp thùng, ti trợ lực ở phía sau chúng ta chỉ cần vô một cây thôi. Còn nếu chúng ta vô cây đen, chúng ta phải vô một cọc. Còn nắp thùng này mình cũng đã vô cái lốc bẩn theo chè các bạn, để chúng ta có thể đóng mở, nó không có bị mất đồ trong xe chúng ta ha. Phần cảm biến mình đã lên 4 cái cảm biến zin và mở tính năng ẩn cho xe, kết nối xài lại cái màn hình zin. 4 cảm biến mình lắp thêm nữa các bạn. Đây, này là 4 cảm biến sau ha. Lắp vào thì như một chiếc xe quay chắc luôn các bạn. Xe quay chắc thì cũng chỉ có 8 cảm biến thôi, 4 cảm biến trước, 4 cảm biến sau. Này, phần này là 4 cảm biến trước các bạn. Rồi bây giờ cũng là 9:30 rồi các bạn. Ngày 28 tháng 4 nha, ngày cuối cùng chúng ta nghỉ lễ. Và xe này mình nhận hồi 8 giờ sáng, bây giờ cũng đã hoàn thành xong các hạng mục khá các bạn. Xe này anh khách thì cũng lắp khá nhiều ha. Này giờ mình sẽ điểm qua những cái món mà bên mình đã làm. Mặt A-lăng chữ pho với ba đèn định vị màu vàng. Đó, vừa nó làm tăng cho cái vẻ đẹp của xe, giống như phiên bản Ford Raptor, vừa giúp cho chúng ta khi mà chúng ta vượt những xe khác thì những đèn vàng này sẽ giúp cho chúng ta nhận biết dễ hơn ha. Các bạn cũng đã nhận ra đây phiên bản gì rồi phải không? Do mình đã review từ trước ha, phiên bản XLS lên bộ mâm quay chắc các bạn, quá đẹp luôn. Tất cả là nâng cấp, mà nâng cấp về zin các bạn, nâng cấp về XLS lên quay chắc, tất cả những cái chi tiết đúng hàng tháo xe luôn các bạn, cực kỳ đẹp luôn ha. Cùng với đó là bộ đèn LED Smart Kit các bạn. Và khi mà chúng ta đá đèn xi nhan, cái bộ LED Smart Kit này cũng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Nó nháy theo đèn. Và nó có trái đèn vàng. Rồi, thấy. Nó nháy đèn vàng. Rất đẹp luôn ha. Ở góc này thì chúng ta sẽ thấy được cái vẻ đẹp của cái xe Ranger XLS up lên bản quay chắc nữa các bạn. Quá xuất sắc luôn ha. Với bộ mâm lớp 18 in hàng tháo xe, hàng mới luôn các bạn. Và lúc này chúng ta cũng không còn nhận ra một cái xe XLS ha. Và đây là phiên bản quay chắc. Với những chi tiết mà chúng ta điểm thêm ở phần chữ H ở phía trước, sơn qua phần đen bóng nữa thì nó sẽ đẹp hơn, là cái điểm nhấn để kết hợp với lại những cái chi tiết giống như là xám bóng cùng với lại những chi tiết xám của xe sẽ đẹp hơn rất nhiều luôn. Với phần gương chiếu hậu của phiên bản XLS cũng đã tích hợp đèn xi nhan báo rẽ luôn các bạn, và cũng giống như những phiên bản quay chắc, nó không còn là cái đèn ở dưới đây nữa. Bộ nhận diện của phiên bản XLS kỳ này Ford đã làm đẹp hơn rất nhiều so với thế hệ đời trước. Mình cũng đã nâng cấp luôn cái gập gương theo chiều và cái đề đổ từ xa trên cái xe này luôn các bạn. Đây, cái vô lăng. Vô lăng đề kết ha.
Xong xong đó thì anh còn lắp thêm cái nắp thùng cuộn cơ các bạn, và là lắp cốp theo chìa để khi mà chúng ta để cái đồ gì ở trong xe sao không bị mất ha. Đầy đủ tất cả những cái chi tiết mà chúng ta có thể nâng cấp được cho XLS, đều trong những phiên bản nâng cấp mẫu mực luôn, dành cho những khách hàng đi XLS nha. Những cái món hàng về hàng tháo xe giống như là mâm lốp, những chi tiết về của quay chắc giống như là cản trước, mặt ga lăng hoặc là khung thể thao quay chắc hàng tháo xe thì bên mình cũng hay có sẵn các bạn. Các bạn chỉ cần là Zalo cho mình mà mình chuẩn bị hàng, các bạn lên lắp sẽ có ngay ha. Cụm đèn phía sau mình cũng đã lên cụm đèn của phiên bản quay chắc 2023, và có cái biểu tượng cảm biến ở phần đèn phía sau các bạn. Cảm biến này thì nó là, nếu mà bản zin nó thì nó sẽ cho chúng ta chức năng là cảnh báo điểm mù ha. Rồi trong nội thất của xe thì mình cũng đã mở luôn những tính năng ẩn hỗ trợ lái cho anh khách này luôn, giống như là chế độ lái tuy bản XLS thôi nhưng có những chế độ lái giống như là Nomo Eco Sport này các bạn. Khi mà chúng ta chuyển qua chế độ Sport thì xe nó sẽ hiểu là chúng ta cần chạy nhanh hơn, đổi hạn chế từ chạy chân ga hơn, bơm nhiên liệu nhiều hơn, rất tiện luôn ha. Và cảm biến xuất lốp các bạn, đây cảm biến xuất lốp các bạn, phải vô cái Smenton ha. Đó, kích hoạt chức năng zin của xe ha, cảm biến xuất lốp. Và mình mở luôn cái chức năng là tự xóa làm sạch khí thải này các bạn. Chức năng này mà nếu mà chúng ta vô hãng các bạn phải làm tốn 700k ha. Còn này chúng ta sẽ tự xóa khi mà nó đủ 90%, chủ động cực kỳ luôn. Phần trên đây thì mình cũng có trang bị cao hành trình KC01, một trong những cao hành trình có đọc biểu báo tốc độ, quét biểu báo tốc độ khi mà chúng ta di chuyển hành trình ha. Và nó cũng báo luôn những cây camera phạt nguội trong những trợ thủ cực kỳ đắc lực khi mà chúng ta di chuyển trên đường ha. Bây giờ anh khách nào hay đi tỉnh thì cái này là cực kỳ quan trọng luôn ha, đọc biển báo cảnh báo giao thông cực kỳ chính xác luôn. Mình đã nâng cấp luôn cái cổng đề startup cho phiên bản XLS này các bạn, đề startup và đề nổ từ xa luôn ha, cũng rất tiện và dễ xài luôn. Còn đây là những cái ốp bực bức ngoài ha, điểm thêm để giúp cho chiếc xe hoàn hảo hơn. Ở phần phía sau cũng không thể thiếu là cái chuột điện hàng hai các bạn. Mình đã vô cái chuột điện loại cao cấp cho anh khách này luôn. Bạn thấy cái dây chuột, chúng ta có thể chuột đụng hàng ghế phía trước luôn ha. Chuột xa đụng hàng ghế phía trước luôn, ngồi rất thoải mái luôn. Điều này sẽ giúp cho hành trình của chúng ta sẽ tối ưu hơn, ngồi phía sau sẽ thoải mái hơn khi mà chúng ta đi hành trình dài. Mình còn có thể nâng cấp thêm cái hộc gió phía sau nữa các bạn. Hộc gió phía sau như bản phiên bản quay chắc có cái cổng gió, có cái cổng ba chấu, có cái cổng USB, cổng tai xe ngay đây ha, như phiên bản quay chắc luôn. Tất cả đều hàng phụ tùng của Ford hết nên chúng ta cực kỳ yên tâm khi mà nâng cấp xe. Rồi đây cũng là một trong những phiên bản độ Ranger XLS nâng cấp lên quay chắc. Tất cả đều là hàng phụ tùng Ford và những chi tiết nâng cấp cực kỳ xịn sò luôn. Mình đã nâng cấp lên cho phiên bản XLS của một hành khách cũng rất cá tính luôn ha. Rồi tất cả những phụ tùng này đều có sẵn tại Auto Style. Bạn có muốn nâng cấp xe, đậu xe thì ghé bên Auto Style bên mình nha. Số 8 đường 1A, Nguyên Cơ Trung Sơn, xã Bình Hưng, Bình Chánh. Bây giờ đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình, kênh Bùi Anh Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.